Chào các bạn, như các bạn có thể thấy thì tóc tôi đang như lông lờ. Nhưng mà đó chỉ là để làm nền cho bộ sưu tập mới nhất của trùng cuối, bộ sưu tập One Piece. Ở đây chúng tôi có áo One Piece, cũng là One Piece và vẫn là One Piece. Đây là hình trên One Piece. Từ 25 tháng 11 này thì trùng cuối đang có chương trình siêu khuyến mãi. Với mỗi đơn hàng trên 500.000 thì bạn sẽ nhận được những ưu đãi cực kỳ lớn như là tặng tranh, móc chìa khóa này, free ship, hoàn xu, các thứ. Cùng với đó, chúng tôi mới mở shop trùng figure. Đây các bạn thấy trùng figure đây. Nơi chúng tôi bán figure đủ các thể loại từ One Piece, Chainsaw Man, Marvel cũng có. Chi tiết về các chương trình ưu đãi thì bạn có thể bấm vào đường link ở phần mô tả và bình luận để xem thêm. Đây là bộ phim Adam Project. Tại sao không phải là Eva Project? Các anh khinh về phụ nữ chúng tôi đấy à? Phim này nói về một thanh niên du hành thời gian về quá khứ gặp mình trong quá khứ, rồi cùng mình trong quá khứ trở về quá khứ để ngăn chặn cái gọi là du hành thời gian. Điểm của nhân vật trong phim, Ryan Reynolds trong vai Ryan Reynolds. Trong phim, thanh niên này là Adam lớn, tới từ tương lai năm 2050, một thanh niên giỏi lái máy bay, giỏi đánh đấm, nói nhiều, cưới Gamora. Còn đây là Adam bé, tới từ thực tại 2022, giỏi lái máy bay trong game, thích ăn đấm, nói nhiều, chưa cưới vợ. Hook, trong vai bố của hai thằng tôi vừa kể ở trên, vẫn là một nhà khoa học, phát minh ra máy thời gian nhưng mà lần này nó thực sự hoạt động, cơ mà hẻo hơi sớm, cuối cùng là phản diện chính của phim, aka nguồn cơn của mọi rắc rối. Đùa rồi. Ba này là Maya, nhà tài trợ lớn nhất cho cái máy du hành thời gian này, nhưng mà tham vọng và vì quá tham vọng nên 50 tuổi vẫn chưa có người yêu. Bù lại thì bà ta độc quyền công nghệ du hành thời gian sau cái chết đột ngột của Hook. Ngoài những nhân vật kể trên còn có mẹ của Adam, aka quá phụ trắng. Phim bắt đầu với cảnh Adam lớn đang lái một chiếc phi cơ bị truy đuổi một chiếc phi cơ khác. Trong tình thế gắt gao, Adam bắn ra một tia gì đó, mở cổng thần kỳ của Doraemon, rồi lại máy bay chui toạt vào, biến mất. Máy quay chuyển đến 2022, Adam bé đang chạy trốn khỏi lũ bắt nạt. Mày có biết tại sao tao đánh mày không? Tao tưởng ngày đéo nào mày cũng đánh tao. Nghe tin Adam bị đánh, quá phụ trắng tới trường đón con về. Mày cứ đánh nhau một lần nữa là tao cho mày đi gặp bố. Nhưng con bị đánh mà. Im mồm. Trở về nhà, Adam đành chơi bóng một mình vì mẹ cậu chuẩn bị đi đâu đó. Mẹ đi đâu ấy? Ta mặc đẹp này tất nhiên không phải đi hẹn hò ấy. Ở nhà ngoan không được chơi game nhé, mẹ đi tí mẹ về. Rất nghe lời mẹ, Adam lấy kính thực tế ảo ra chơi game. Đột nhiên nhà mất điện, chó má sủa nhặng lên. Với cái logic thông thường thì một thằng trẻ con sẽ sợ thọt ra vào, nhưng mà không, Adam tò mò và phát hiện ra một khoảng rừng bị cháy rụi. Cầu cầu, mẹ con chó làm bố mẹ hết cả hồn. Quá sợ hãi, Adam quyết định trở về nhà, điều mà đáng ra cậu nên làm từ vừa nãy. Đột nhiên trong nhà kho rít lên một tiếng động cót két. Biết là bản thân không nên tò mò, nhưng Adam vẫn tò mò đi vào. À, chill bro, tao là nhân vật chính. Đến giờ thì Adam mới chịu bật điện lên. Ông là ai? Sao lại vào đây? Tao là mày. Sao ông lại là tôi? Vì tao là mày. Vì mày là tao. Không giải thích nhiều, Adam lớn đi thẳng vào nhà như trốn không người, mở tủ lấy táo ăn, rửa sạch vết thương. Adam nhỏ thì không gọi cảnh sát mà cứ đứng đó nhìn. Xong xuôi các thủ tục sơ cứu, Adam lớn giải thích: "Nghe này, chú là Adam, mày cũng là Adam. Anh em sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm cùng bố mẹ, đều bị hen suyễn và hay bị bắt nạt. Thế ông nói ông là tôi nhưng mà từ tướng lại thì cho nó nhanh." Đấy dòng. Adam nhỏ thắc mắc vì sao Adam lớn lại về đây và về bằng cách nào. Thì ra Adam lớn định trở về năm 2018 để thực hiện một sứ mệnh giải cứu, nhưng do bị tấn công nên về nhầm năm 2022. Giờ thì anh đã bị thương nên con tàu không cho phép anh điều khiển. Vậy thì ai có thể? Chính là Adam bé, người có cùng mã gen với anh. Adam bé bấm nút, một chiếc chiến cơ siêu hạng hiện ra. Ui, công nghệ 2050 xịn vờ lờ. Để nhanh chóng tiếp tục sứ mệnh, Adam lớn cài đặt chế độ tự sửa cho con tàu để sớm lên đường trở về 2018. Hai chú cháu an tâm về nhà nghỉ ngơi. Adam lớn ngủ trong nhà kho để tránh bị TVA phát hiện và bị bế đi. Sáng hôm sau, thanh niên lấy tạm một chiếc áo khoác của bố để mặc, ra hiệu thuốc một chút bồng băng, tiện thể flex bẩn, dằn mặt với thằng bót con ngày trước bắt nạt mình. Trời thế chịu. Trong lúc chú cháu Adam đang thảnh thơi chờ tàu sửa xong thì bất ngờ kẻ phản diện xuất hiện. Maya cùng đội quân của mình cũng du hành về năm 2022. Do ra được vị trí của Adam, cuộc đụng độ nổ ra ngay tại căn nhà gỗ. Hay quá nhỉ, đã phá hoại dòng thời gian còn phá nhà của mẹ. Cầm chiếc lightsaber trên tay, Adam clear đám đánh trong chưa tới 10 phút. Đúng lúc này tàu của bà chủ Maya lộ diện. Thế cái tàu này tàng hình thì con người bên trong cũng tàng hình theo đúng không? Cũng mẹ phát triển quá nhỉ. Hello Adam, đã lâu không gặp. Về dòng thời gian của mày đi cu. Đừng xía vào chuyện của bà mày nữa. Tao có sai đâu, tao chỉ giết vợ mày thôi. Nếu tôi bảo đéo thì bà định làm gì tôi? Ta. Bùm. Một tiếng nổ lớn vang lên. Ai đây? Oh shit, đó chính là lẩu. Thấy vợ tới cứu, Adam cầm lightsaber lên để sau kiếm hợp bích. Và thế là người xem được chứng kiến một đoạn montage đánh đấm mãn nhãn của hai vợ chồng. Ôi em yêu, ôi anh yêu. Cả ba nhanh chóng lên xe rời khỏi hiện trường, kệ cho mẹ nhà cửa cháy rụi. Lẩu lái xe như cơn lốc trên đường cao tốc vì đang bị dí bởi con tàu của Maya trên cao. Bà ta phóng tên lửa, nhưng tên lửa đạn đạo của năm 2050 thì không mạnh bằng hào quang của nhân vật chính. Lợi dụng địa thế xung quanh toàn rừng cây, lẩu thể hiện trình độ lái xe thượng thừa, băng băng đi qua mà không va vào bất kỳ cái cây nào. Bị đám bông nhiều bám theo, Adam bảo vợ đi lùi cho chúng nó sợ. Phải lìn lùi xe trong rừng. Thoát được nơi rừng thiêng nước độc, lẩu đưa chồng lớn và chồng bé về nhà. Ở đâu? Ở căn biệt thự bên hồ. Đây là ngôi nhà lẩu đã ở suốt 4 năm qua. Tại sao lại 4 năm? Ê, em Châu tua ngược lại để giải thích phát.
Chuyện là Lẩu có phát hiện một chiếc máy bay trở về từ năm 2018. Cơ mà điều kỳ lạ là chưa có từng chiếc máy bay nào đi từ năm 2018 cả. Vậy thì tại sao một chiếc máy bay có thể trở về khi nó còn chưa từng cất cánh? Đến đây là bạn nghĩ là tôi sẽ giải thích cái đoạn này, nhưng bạn đã dài vì tôi cũng có hiểu gì đâu. Lẩu chỉ biết rằng chiếc máy bay này là của Maya. Có vẻ như bà ta đã trở về quá khứ để giúp chính mình đầu cơ cổ phiếu, bắt đáy giá xăng và trở thành tỷ phú, rồi sở hữu độc quyền công nghệ du hành thời gian. Lẩu bám theo Maya vì năm 2018, nhưng bị bà ta phát hiện và hãm hại. Hậu quả là Lẩu không thể trở về hiện tại năm 2050 mà phải tiếp tục sống ở năm 2018, mòn mỏi chờ đợi một ngày Adam sẽ quay về tìm cô. Anh tìm được bé rồi nè. Ở trái tim của em. Mà lem chuột chuột. Ê, vợ tương lai của mày đang bị chén kìa. Nhưng mà đấy là tao mà bro. Adam bé không biết là có nên tự ghen tị với chính mình hay không nên là tự động đi ra ngoài. Thế là đôi trẻ lao vào nhau, giải tỏa cơn khát bấy lâu. Ai, từ, anh bị bắn vào bụng, chỗ anh đang đau. Cho em đau cùng với, bắn vào bụng em đi. Không để khán giả xem chi tiết đoạn này, phim chuyển ngay tới phần ngoại cảnh. Cả hai hạnh phúc nhìn nhau cười hiền, bón cơm chó cho Adam bé ăn no nê. Tuy nhiên, Lẩu một lần nữa lại kéo Adam về với hiện thực tàn khốc, là anh phải quay về quá khứ gặp bố để ngăn chặn sự ra đời của cỗ máy thời gian. Nhưng có một vấn đề nan giải, là chiếc phi cơ của Adam không chấp nhận ADN của bất kỳ ai khác, đồng nghĩa với việc Lẩu không thể đi cùng. Đúng lúc này Maya lại tìm tới. Nếu bà ta bắt được cả bọn thì mọi kế hoạch sẽ đổ bể. Chạy đi anh, em lo được. Không, nếu ai chơi thế. Nhưng ánh mắt của Lẩu bảo mày không đi thì từ giờ đừng có thì tao nữa. Thế là Adam đành nuốt nước mắt và rời đi. Lẩu tiễn chồng rồi về nhà lấy vũ khí. Liệu người thường lấy đâu ra lắm hàng nóng ấy nhỉ? Nhưng dù có cả bẫy và hàng nóng, Lẩu vẫn không thể làm nên kỳ tích 1/5 clutch. Việc cô bị thủ tiêu hay không thì không ai rõ, chỉ biết rằng cô đã câu đủ thời gian cho Adam lớn bé khởi động máy bay. Nhưng Maya cùng cộng sự là thằng mặt sẹo lên phi cơ đuổi theo. Vèo, chiu 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 chiu. Và đạn của năm 2050 vẫn dở như thế. Adam kịp thời thực hiện bước nhảy thời gian trong gang tấc về năm 2018. Tại đây chúng ta được gặp The Hook bằng một cảm quan rất chi là người bố. Ông nhận ra đây là hai thằng con trai của mình. Sao hai thằng vào đây? Thằng ấy mấy tuổi? Con 12. Sao thằng lớn lại cần thằng 12 tuổi đi cùng? Con cần đâu, chẳng may phải cần thôi. Nói chung là Hook không vui lắm về các con đang phá hoại dòng thời gian. Adam thì ra sức giải thích rằng cỗ máy thời gian cần phải bị phá hủy, nếu không trong tương lai tất cả sẽ ồn lằn dưới sự độc tài của Maya. Hai bố con không ai chịu nghe ai, con đấm bố đấm con. Hook thì cứ thao thao bất tuyệt với những luận điểm khoa học, nào là không được thay đổi các sự kiện trong quá khứ này kia bla bla bla. Điều này khiến cho Adam phát ngán và bỏ ra ngoài. Trong lúc đó tại trụ sở của Maya, Maya 2050 tới gặp Maya 2018 để cảnh báo cô về kế hoạch phá đám của Adam. Ê, các ông có thấy cái mặt bà 2018 ở trong deepfake vlog như kiểu ghép vào ấy. Ở bên kia, Hook dù phản đối các con nhưng cũng bắt đầu suy nghĩ các thứ. Và nhờ có sự động viên của vợ thì ông cuối cùng cũng được thông não. Đúng vậy, mình là bố, mình phải bảo vệ các con. Kệ mẹ dòng thời gian, kệ mẹ khoa học. Cùng lúc đó, Adam lớn và Adam bé quyết định sẽ tự mình phá hủy cỗ máy thời gian, thứ được đặt đâu đó bên trong trụ sở của Maya. Vì biết trước Adam sẽ tới, Maya đã bố trí sẵn một đội quân John Cena tăng hình đợi sẵn. Dù bị úp nhưng Adam không hề nao núng, vì đã có Adam bé bảo kê từ xa. Một đoàn xe từ xa lao tới tính đâm vào Adam, nhưng bùm, Hook tới vô cùng đúng lúc cứu nguy cho con trai. Ông không giúp thì ông đi về đi, tao có mật khẩu đấy. À, cho xin cái mật khẩu nào. Nhưng muốn phá hỏng cỗ máy thời gian thì cần một thuật toán bí mật, và Hook giấu nó trong đầu mình cùng với một cái đầu khác nữa. Ý bố là đầu khác à? Bro, nó là một cái ổ cứng. Hai bố con cứ mải mê đột nhập căn cứ mà quên mẹ mất là thằng em đang ngồi ở ngoài. Thật đấy, một thằng 12 tuổi ngồi canh cho bố và ông anh vào trong. Nice tactic bro. Biết ngay, thằng bé bị bắt làm con tin luôn. Trong lúc đó hai bố con thành công lấy chiếc ổ cứng, aka bộ não của cỗ máy. Chưa kịp thoát ra ngoài thì Maya bước vào, đưa bà máy cái ổ cứng. Đéo đưa. À, máy thân lửa ưa nặng đúng không? Maya liền đem Adam bé vào. Bây giờ một là mày đưa ổ cứng cho tao, hai là mày đưa ổ cứng cho tao, chọn đây. Nhưng Adam mà khó chọn quá, nên nảy mắt ra hiệu cho Adam bé. Lập tức chiếc súng trên tay Maya bị cướp cò, đạn lạc làm nứt kính của lồng điện tử. Hay quá, chế tạo một cỗ máy khổng lồ nhưng không làm kính chống đạn, tạo ra một lỗ hổng hút hết tất cả những thứ làm bằng sắt. Tranh thủ lúc hỗn loạn, Maya xây đậy lấy chiếc ổ cứng từ tay Adam nhưng không được. Adam với thanh lightsaber là bất khả chiến bại. Ups, rồi à. Adam bé gần đó nhặt lên, tôi dùng sức mạnh của nó bay đến chỗ Adam lớn. Sời, tiếp đất kiểu siêu anh hùng. Chuẩn bị chảy dãi vì sợ hãi đi thằng nhãi. Chưa nói hết câu thì Adam bé bị vả cho một phát bất cần mẹ tỉnh. Adam lớn tức tối lao vào đổ sắt. Tranh thủ lực hút của trường điện từ, Adam dễ dàng đánh bại tay sai của Maya. Cỗ máy thì bắt đầu trở nên mất kiểm soát, có vẻ như sắp nổ. Bruce giúp các con chạy, nhưng bị Maya cầm súng dí thẳng vào ba bố con. Maya bóp cò, viên đạn bay ra, nhưng được nửa đường thì bất ngờ đổi hướng, đâm thẳng vào Maya 2018. Một pha tự hủy theo đúng nghĩa đen. Thoát khỏi sự ngăn cản, ba bố con tẩu thoát an toàn ngay trước khi toàn bộ nơi này nổ tung. Cỗ máy thời gian đã bị phá hủy, nhưng phải mất một lúc nữa thì Adam lớn và bé mới được đưa về dòng thời gian gốc của mình. Cả hai dù rất muốn nói cho bố biết về cái chết sắp tới, nhưng như vậy sẽ ảnh hưởng tới dòng thời gian. Cả hai đành cấm nín, lao vào ông bố lần cuối. Ba bố con chơi bóng được một lúc thì cả hai Adam đều biến mất theo dòng thời gian, ai về nhà nấy. Và Adam lớn một lần nữa gặp được waifu của mình. Không rõ đoạn này Adam lớn và Lở còn ký ức gì không, có thể là cả hai đều đang diễn, hoặc là cả hai đã mất hết trí nhớ thật. Nhưng mà điều quan trọng là hãy like video này và đăng ký cho The Reviewer, người chơi điện tử vui vẻ, người chơi đồ để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Tôi là Vui Vẻ, xin chào và hẹn gặp lại.